Cầu thủ cỏ đã bị ngã. 2-1. 3-1. À 3-1 rồi, ok. 4-1. 4-1. Đi ra đi con, đi ra đi. Con ca chuyện phát bóng đi con. 6-3 chứ, qua vào được còn gì con. Rồi cho em một điểm. Rồi ok con đánh đi. Như vậy là 6. Ca đánh đi ca. Ca phát bóng đi con. Rồi thôi nè. Ai phát bóng đi con. Tuyệt đối nhá. Không được làm đau em, mẹ nhắc lại một lần nữa, trong bất cứ trường hợp nào không được làm đau em, ok chưa con? Bye con. Ôi dồi ôi. Hello ca. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi.